Xin mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem kênh Tin Chơi. Dòng xe ô tô MPV 7 chỗ Phaeton Grand Tour IM6 2019 được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Toyota Innova sẽ có giá bán chỉ 300 triệu đồng. Cụ thể như nào? Mời quý vị và các bạn cùng xem chi tiết dòng xe này. Đây là một thương hiệu xe của Malaysia và được người Trung Quốc mua lại. Chính thức ra mắt với người tiêu dùng tại triển lãm ô tô Philippines 2018 diễn ra vào năm ngoái. Tuy nhiên đến bây giờ nhà sản xuất mới công bố giá bán của mẫu MPV đa dụng 7 chỗ Grand Tour IM6 hoàn toàn mới, đối thủ cạnh tranh của Toyota Innova. Giá bán chính thức của mẫu MPV Phaeton Grand Tour IM6 mới là 698.000 PHP và khoảng 300 triệu đồng. So với các đối thủ cạnh tranh, kích thước của xe cũng không hề thua kém. Cụ thể, xe có kích thước chiều dài 4.700 mm, rộng 1.780 mm. Phaeton Grand Tour IM6 mới ngắn hơn 35 mm và hẹp hơn 50 mm khi so sánh với Innova. Tuy nhiên, chiều cao hơn một chút và chiều dài cơ sở dài hơn khi Grand Tour IM6 cao 1.820 mm, tăng thêm 25 mm và có nhiều không gian cabin rộng hơn ở mức 2.760 mm, thêm 10 mm. Bước vào bên trong không gian khoang cabin của Phaeton Grand Tour IM6 2019 có kết cấu 3 hàng ghế. Tất cả các hàng ghế ngồi được bọc da như là bản tiêu chuẩn. Hệ thống thông tin giải trí là màn hình cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ đài AM/FM, Bluetooth và cổng kết nối USB. Thậm chí Grand Tour IM6 2019 còn được trang bị camera gắn ngay trên gương chiếu hậu của xe. Các tính năng tiêu chuẩn khác trên xe gồm nút điều khiển âm thanh gắn trên vô lăng, cửa ra vào không cần chìa khóa và một màn hình hiển thị đa thông tin. Dưới mui xe Phaeton Grand Tour IM6 2019 được trang bị khối động cơ DAM15D chạy bằng xăng dung tích 1,5 lít với 4 van biến thiên thời gian DVVTi, sản sinh ra công suất 114 PS và mô men xoắn cực đại 150 Nm. Kết hợp với động cơ trên là hộp số sàn 5 cấp. Về tính năng an toàn, MPV mới của Phaeton được trang bị hệ thống chống mở cứng phanh với phân bổ lực phanh điện tử, camera lùi có cảm biến đỗ xe, tức khí SRS kép cho người lái và hành khách phía trước. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh, cũng như hãy nhấn đăng ký kênh Tin Chơi để nhận tin mới mỗi ngày. Để không bỏ lỡ những tin chơi mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận tin chơi mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.